Xin chào tất cả anh em, mình là Chiến. Hôm nay giao lưu cùng anh em một cặp mà Universal. Có thể là dòng Universal có lẽ là nó khá là sâu tuổi nên là có lẽ là nhiều anh em cũng ít va vào cái dòng này. Đây là một trong những cái dòng máy có dòng máy siêu mỏng, dòng máy khui áo. Đầu tiên là một chiếc thép SS, giá giao lưu của hai chiếc này thì chiếc thép này là giá là 9 triệu, chiếc vàng này là 12 triệu. Bây giờ đi cụ thể vào từng chiếc. Chiếc mặt trắng thì anh em có thể nhìn thấy là cái mặt của nó giống như là mặt men. Trên các cọc số của nó là cọc số La Mã từ 1 đến 12. Dòng automatic có một cái điểm nó khác lạ so với lại những cái dòng khác là cái dòng Universal thì cái automatic của họ là thường là hai kim, bởi vì thực ra cái bản chất của hai kim là cái dòng máy của nó là dòng máy khui áo, dòng máy mỏng. Anh em có thể nhìn thấy cái độ mỏng của nó. Dòng máy này là cực kỳ mỏng luôn. Đúng zin này. Trước này thì đồng hồ nguyên zin cả dây. Dây nó có một cái logo khá là đẹp, chữ U này. Dây của nó dây zin, đồng hồ là nguyên zin toàn bộ, đúng zin. Size của nó là size khoảng quy size tròn thì nó khoảng size 35. Tiếp theo đó là một chiếc Universal màu vàng. Cái chiếc này là cũng nguyên zin cả dây. Chiếc này có mặt số nó khá là độc. Anh em có thể nhìn thấy cái mặt số nó giống như nền đá hoa. Dây bọc vàng, đáy SS. Những cái dòng như thế này thì máy của nó rất là mỏng. Cho nên là đối với lại những anh em yêu thích các cái dòng máy mỏng thì sẽ chơi cái loại này rất là hay. Chiếc này cũng đúng zin này. Chiếc này thì bọc vàng lacquer 20 micro, nó có chuyện ở bên cạnh này. Về lịch sử của Universal thì anh em có thể tìm hiểu qua Google thì nó khá là hoành tráng ở trong giai đoạn 40 đến 60. Nó là một trong những dòng máy nổi bật trong thời kỳ đó. Tuy nhiên sau những năm 60 thì vị thế của Universal cũng lại rắc lâu cun, nhường chỗ cho Omega, Long Zin hay một vài hãng khác. Senco cũng nổi lên cũng khá là mạnh. Đến thời điểm hiện nay thì Universal nó vẫn là một trong những hãng khá là đình đám của thế giới. Tuy nhiên trong các dòng cổ, trong có nhiều giai đoạn biến cố thì trong giai đoạn 40 đến 60 thì những dòng máy cổ của Universal là những chiếc đặc trưng của họ là những chiếc máy khui áo. Thì là rất là nhiều hãng đã làm các chiếc các máy khui áo này giống như Universal, như sau này như Hamilton hay là Bulova dòng đại sứ. Tuy nhiên cái độ tinh chỉnh của những dòng về sau này nó không đạt chất lượng cao như Universal. Và điều dễ thấy nhất là những chiếc Hamilton hay là Bulova, chiếc hồi của kim thường bị hồi. Có nghĩa là khi chỉnh nó bị cái căn chỉnh nó không được tốt, nó cái kim nó hay bị hồi. Hồi giờ nó chạy nó không chính xác. Nhưng mà điều đấy thì ở trong Buren dòng khui áo hoặc là Universal thì lại làm rất là tốt. Có một điểm mà có thể là anh em không thích đó là những chiếc automatic mà lại chỉ có hai kim, anh em không được ngắm nhìn những chiếc kim dây nó trôi. Tuy nhiên có một cái đặc điểm mà nó khác so với những dòng khác thì là nó lại là rất là mỏng, ôm tay, dáng classic và rất đặc trưng của những chiếc đồng hồ cổ. Giá giao lưu của chiếc này là 9 triệu và 12 triệu. Vâng, xin cảm ơn anh em.